Thưa quý vị, vừa rồi là huy chương vàng giải bóng đá vàng năm 2018 và tiếp sau đây sẽ là một chiếc huy chương bạc năm 2020 vừa qua. Giải bóng đá vàng và Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và thực hiện. Xin mời nam nghệ sĩ Võ Văn Ta. Một cái tên hết sức là đáng gần không quý vị? Và để giúp vui trong chương trình văn nghệ hôm nay thì Văn Ta xin gửi đến cô chú anh chị ba câu vọng cổ trong bài Sân ga chỉ có một người. Xin mời cô chú anh chị cùng lắng nghe. Son vui. Một người ngồi mong đợi hố mắt thâm sâu mang nặng môi u quay. Mấy bận tàn thu là mấy bận mong chờ ràng rủa thắm bờ mi. Ôi những con tàu dội đến rồi đi trong xa xa khói trắng quyện sương mờ. Ngồi một mình lặng lẽ trước sân ga thu trước lễ xa thu này lễ đô.
rời khỏi sân ga, làng khói trắng còn dương trên đầu cây ngọn cỏ. Người nhạc sĩ một mình lặng lẽ, hô mắt u buồn như cả một trời thu. Người xa người nhạc cũng bao giờ tay rơm máu trên chiếc đàn lông phim. Đôi bóng năm xưa dìu nhau trên ngõ vắng, nay giữa sân ga sao chỉ có một người. Anh đợi chờ gì qua mấy bận tàn thu, khi người ấy không trở về đây nữa. Sân ga la hoa tơi bời, chỉ có một người ngồi đợi chuyến tàu đêm. Vâng, xin cảm ơn.